Holmes. Holmes. Malamar. Zogonta. 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 Holmes. Zogonta. 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 Vâng, đến với trận chung kết đầu tiên của Team Hà Nội trong xê đấu thứ 3. Đây là Egypt tới từ Hồng Anh. Vâng, chuyển sang màu 8 được cầm cùng ngay được 3 trận quân đẹp liên tiếp. Vâng, Seang AC và bây giờ là Egypt. Dự là trận sau sẽ lại là Hitty. Gunny cầm Hitty. Vâng, nói hit là có hit luôn, hai người cùng cánh. Tiểu Bạch Long cầm Greg, dâng lờ chéo cánh cho hai người đánh cung. Còn Truy Mệnh mình một cánh cầm Pan. Vâng, nó như kiểu được sắp đặt sẵn rồi. Vâng, bài Pan có vòi về, có quả phụ. Vâng, có bầy hiêu đằng sau rừng. Vâng, trận này thì bên phía của Team Hà Nội có vâng hai, có hai Pan, một Pho, một Egypt. Quân đẹp vậy. Vâng, có tới hai Pamiran. Căng. Vâng, trận này thì Truy Mệnh cần phải cân một nhà rưỡi em ạ. Trận này nửa nhà với một nhà là không ăn thua. Vâng, Pan này là Pan không đẹp lắm. Đồ ăn thì nhiều nhưng không lên sớm. Vâng, có quả phụ nữa. Bây giờ thì lại trở thành lên sớm rồi. Tưởng là ăn hiêu thì ăn quả thì nó nhanh hơn quá nhiều dành cho Pavidan. Bài này thì cứ 19 dân mà dã, chả phải 18 làm gì. Đằng nào thì kích lên đời nó cũng như nhau. Hai bãi quả liền một lúc, bỏ hiêu. Hợp lý rồi. Vâng, Hoàng Mai Nhi 17 dân, Vên Lớp 18 dân. Dân Vên Lớp bị chậm theo đường gấp khúc luôn. Rồi, 19 dân ổn rồi. Bây giờ chỉ có ngồi ăn và ép đời thôi. Xem bãi vàng chỗ nào đóng BB ở. Lại tạm dừng, có lẽ là toàn bị bung. Vâng, bị bung ra ngoài. Vâng, có lẽ bị bung ra ngoài. Như vậy là Gunny và ông Anh đều sẽ giật gần về nhà của nhau. Sống thì sống khỏe, mà chết thì chết cùng. Sao mà phải ngại. Vâng, khung nhà đi, ăn vàng ở phía trong đi. Khung đi, khung đi, khung đi. Cân 2 thì bắt buộc phải khung nhà. Muốn cân 2 thì phải khung nhà. BBBM, sau đó BL. Ở phía gần với những chiếc BE. Về cơ bản là ăn vàng phía trong. Về xóa ruộng. Mà bài này chưa chắc lúc đầu là phải xóa ruộng đâu. Khung nhà trước đã. Cho nó khỏe đã, giữ dân trước. Vì với cái lực của hai bãi quả phụ ấy thì rõ ràng Pamidan cực kỳ thoải mái. Màn hình máy của Gunny. Vâng, có bãi quản nữa ở góc 6 giờ. Chuyên gia chui hốc. Hồng Anh cầm Egypt và cũng đang lùi nhà về phía gần nhà của Gunny. Em ơi, Hồng Anh nó ở ngay trên cái chỗ cánh nhìn già. Nhìn anh nhìn thấy chưa? Quay ngay, Hồng Anh ngay ở trên đó.
Alamaz, Glory, Thomas. Còn đây là màn hình máy của Tiền Bạch Long đã dâng lờ để chéo cánh cho hai game thủ bên phía của Hồng Anh và Gunny đều đánh cung BL và BM. Quay trở lại với người cầm Pamidan, Truy Mệnh. Đây là một trận thi đấu mà lực nhà Truy Mệnh là cực khỏe. Bốn dân ăn vàng. Vâng, cứ đẹp trai đi em, việc gì phải khổ thế, cấy ruộng việc gì phải khổ thế à rời. Cùng xem gặp ai để đưa ra phương án gì. Cứ 2L mà vã rồi. Vâng, gặp rồi. Nhà màu 2, Michael Owen. L2 luôn. Trong khi đó Tiểu Bạch Long bên này gặp nhà bố 4 của Đỗ Minh Hải cầm Pamidan. Vâng, sẽ có một ngày nào đó mà tất cả các game thủ đều lấy tên thật của mình để mà chơi. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. Màu 1 và màu 2 ở cánh của Truy Mệnh. Vâng, một chiếc ruộng nữa sẽ ấm êm dành cho game thủ Truy Mệnh. Rồi, đẹp rồi. Trong khi đó đây là Hồng Anh, tham lai 28/32, được cập cung tuyển. Tiểu Bạch Long tham 26. Vâng, anh ta dò lỗi hai con voi gần nhà mình. Bắt đầu đâm y vào nhà Pamidan là hình ảnh của Tiểu Bạch Long. Vâng, hai nhà y cắm thẳng mặt. Trong khi đó Pan đang đi vào nhà Gunny. Gunny đang thấy khổ dần theo thời gian rồi. Cái hốc của Gunny tạm thời ổn, nhưng tham chỉ còn có 19/64. Vâng, lớp lém đỉnh đang thi đấu quá mạnh mẽ, mặc dù bị Tiểu Bạch Long công vào bãi vàng ngay từ đầu. Hồng Anh tham lai là 38/4, phát triển đều huề, rất đều huề dành cho game thủ Hồng Anh. Trong khi đó đây là Truy Mệnh, quay trở lại với màn hình máy tham 25 của Truy Mệnh. Anh Dũng đâm mi lên cả nhà màu 1 luôn đi. Màu 1 nhìn màn hình Truy Mệnh là biết luôn. Tham lai 26 của game thủ Truy Mệnh. Ai có vàng cho Hồng Anh vàng luôn để Hồng Anh đẩy. Hồng Anh tham lai 49/56. Đây là Truy Mệnh, 29/32. Tăng lừa ba luôn. Bị đẩy rồi. Cả màu 1 và cả cung của Phonesian đẩy nhà Truy Mệnh. Phải mang quân về cứu nhanh. Kéo oẳng bây giờ. Nhà đang khỏe như này không thể để chết được. Vâng, vậy là rất nhanh dành cho game thủ Truy Mệnh.
Tạm thời thì Hoàng Anh Nhi vẫn chưa làm gì được game thủ truy mạnh cả. Vậy e đâu bên này? Có cung R của bé mập Hồng Anh. Không được, không thể bắt hết được tên lạc đà này. Đây là Hồng Anh. Tham lai 66/76. Bơm vàng cho Hồng Anh. Bên kia có một Asirian của Simang trong góc 3 giờ. Chưa ai động vào. Trong khi đó đây là Dũng Con. Tham lai 23. À, Dũng Con đâm bên nhà màu 1 của Hoàng Anh Nhi đi anh. Đâm vào 1 đi anh Dũng ơi. Đấy Hồng Anh cho đường anh nhá. Ôm anh này. Đặt đà ban khó sang ơi. Mẹ mất cung 3 nhá. Anh chửi thủ nhà tăng 3 lờ khỏe lên đi sang đây làm cái gì. Gặp này Hồng Anh ơi, nhà anh. Anh Dũng Con đâm nhà màu 1 đi anh Dũng ơi. Nó có phù vãi cả tè. Chúng ta đến với màn hình máy của game thủ Hồng Anh ở thời điểm này. Hồng Anh đang đấu quân với người cầm AC ở bên phía nhà của Gunny. Vâng, liên tiếp là tơn lạc đà pan đảo cho cung RA chỉ chơi. Gunny cũng đã có mặt, một cung hit, một cung Egypt đang cùng lưu. Hồng Anh trâu lên. Vâng, một tơn để lọt, một tơn ảo tới từ Hoàng Mai Nhi. Một tơn rất ảo của Hồng Anh. Trong khi đó đây là Truy Mệnh. Truy Mệnh đã lọt được vào cái hốc nhỏ nhỏ xinh xinh của màu 2 game thủ Tuti. Nhưng Tuti đang còn tương đối nhiều quân để thủ nhà. Tham lai 26 tới 30 của game thủ Truy Mệnh và vẫn đang chắc nhà. Hồng Anh tham 81/104 và tiếp tục ngựa quen đường cũ dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Tham lai của anh đang là 86/108, trong khi Gunny người chủ lực còn lại là 56/76. Hai cung tuyển đang di thẳng lên góc 3 giờ. Còn đây là Truy Mệnh. Tham lai là 25/48. Còn đây là Hồng Anh. Tham lai là 83/108 và đang ốp thẳng vào nhà Phonician. Xin các bạn, đây là Phonician. Vâng, tăng 10 nhà BA dành cho Xi Măng rồi. 10 nhà BA dành cho Xi Măng cũng tương đối khủng khiếp. Vâng, cung R của chất lượng của Egypt các bạn ơi, thấy rằng phũ phàng hơn rất nhiều. Gunny la vào và bắn đi. Tham lai 81 của Hồng Anh. Và Gunny cũng đang có một cái tham lai ốp A của Chi Mệnh rất khủng khiếp. 60 của Gunny đứng giữa nhà A của game thủ Chi Mệnh. Và tỷ số là 3-0 cho Thái Bình. Vâng, hôm nay 0-3-30 nổ to rồi. Thái Bình đã trở lại trong trận đấu thứ 3.
có thằng ca. Mày ơi, tao thấy anh nhiều hơn như tên này. Tao bảo tham